chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt được nhiều thành tựu trên cương vị cao cả của mình. Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo Liên bang Nga đã gửi thư chia buồn và cử đoàn đại biểu sang dự quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện mạnh mẽ, sâu sắc tầm cao của quan hệ giữa hai nước, thể hiện tình cảm đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo Nga với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo đặc biệt kiệt xuất, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trong gần 60 năm hoạt động cách mạng, đã cống hiến không ngừng nghỉ và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam, dành nhiều tình cảm, tâm huyết và công sức cho việc vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga. Cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin đã gửi thư và điện đàm chúc mừng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, tiếp tục coi trọng củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, luôn xác định quan hệ với Liên bang Nga có tầm quan trọng chiến lược là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Tin tưởng quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, phát triển tại khu vực và trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga phát triển rất tốt đẹp và thu được nhiều thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quốc phòng, an ninh, năng lượng, dầu khí, thương mại. Để tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng hiệu quả, thực chất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin đã trao đổi, thống nhất một số định hướng lớn trong thời gian tới trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương. Trong không khí trao đổi nồng ấm, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ vui mừng mong được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Liên bang Nga.